và xong. Không 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 không, như vậy thì toang. Tôi muốn thật là bùng nổ, cảm xúc đâu hết rồi. Có cái gì đó kỳ kỳ với câu chuyện này. Gì nữa đây, cậu có được phép có mặt trên trường quay không? Đây là nhà biên kịch mới của chúng ta, cậu ấy giỏi lắm, xem đây ngài giám đốc. Giỏi hả? Ôi cái bánh trôi. Đúng là thiên tài, đây chính là những gì ta cần. Chúng ta sẽ quay phim ngay lập tức. Tớ sẽ đổi cảnh nhớ. 1, take 1, diễn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu. Khi Tình vừa được sinh ra. Đã đến lúc đi ngủ rồi Rugrat, mẹ yêu quý của con đến rồi đây. Cậu ấy sắp hát một bài hát ru và đột nhiên. Nào nào em bé ngọt ngào đừng khóc, mẹ biết cách để giúp con được bình tĩnh mà. Đây là một bánh sữa ấm áp, ngon lắm, yum yum. Mẹo này đúng là hay ho, nếu cậu đói hãy làm như thế này. Này, điều đó không có trong kịch bản. Tớ đang ứng biến, tiếp tục đi chứ. Em bé Tinh ăn ngon và tâm trạng của cậu bé ngay lập tức được cải thiện. Nhưng cậu có nhớ những đứa trẻ sẽ làm gì sau khi cầm chai không? À, cậu lại gây ồn rồi. Không là cậu sẽ đánh thức hàng xóm đấy. Ai đó cần thay tã. Mẹ ơi, chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng ở đây. Ok, đừng hoảng sợ, tớ biết chuyên gia giỏi lắm. Bác sĩ Sam đến rồi. À chà, đến phòng khám ngay, tớ sẽ gặp cậu ở đó. Đây là xe cứu thương, đi nào. Xin chào, bác sĩ Sam sẽ gặp cậu sớm. Trong khi chờ đợi, hãy điền vào các loại giấy tờ. Và tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết để điều trị cho bệnh nhân. Đây là gì? Bịch truyền nước biển hả? Tốt, rất tốt, nên chúng ta cần nhiều khăn lau á. Chúng mình có rất nhiều trong kho. Ôi giời ạ. Ý tớ là khăn ướt. Thật thô lỗ, vô gian. Chà, tụi mình làm xong rồi, hãy chuyển sang tô màu. Chờ chút, đợi đã, dùng màu sáng hơn đi chứ. Dù sao thì đây cũng là kênh cho trẻ em mà. Đúng vậy, chà, hãy bắt đầu nào. Bây giờ chúng ta cần một vết cắt gọn gàng. Và hãy chuyển đến phòng bệnh viện. Cái gì? Nó đâu rồi? Y tá! Tớ đây, đừng la hét, tớ đang làm việc nhanh nhất có thể. Tớ nghe thấy tiếng bước chân. Bác sĩ và bệnh nhân sắp vào đây, chúng ta phải ăn tốc thôi. Này ở đây và chúng ta đã xong. Làm ơn hãy tiếp tục và đừng lo lắng về bất cứ điều gì, bác sĩ sẽ gặp cậu ngay. Vâng, xin chào em bé Tinh, bác sĩ giỏi sẽ chữa cậu. Đây này, đầu tiên tụi mình phải xử lý chỗ đau. Và bây giờ cậu phải kiên nhẫn một chút, đó là thuốc giảm đau. Bình tĩnh mẹ ơi, đừng làm em bé sợ. Wow, cậu ấy dũng cảm quá, thêm một chút nữa, tuyệt vời. Bây giờ mụn nhọt của cậu sẽ biến mất trong nháy mắt. Để tớ xem nào. Hả, chứ, còn một nốt mụn nè. Cậu đang làm gì thế? Xin lỗi Sammy, tớ nhầm cậu với phần sau của em bé. Chỉ còn một chút nữa, chúng ta sắp hoàn thành rồi, chúng ta cần kém đến trẻ em. Đến đây, tớ chỉ cần một vài giây thôi. Vậy, một cái vỏ từ bãi biển, một chiếc lông phượng hoàng, vài cái vảy nàng tiên cá, và đây là... Đây là kem của tớ, công thức đặc biệt. Cậu có chắc không? Ew. Chúng ta nên dùng kem trẻ em á. Chỉ cần một chút mà thôi, chừng này là đủ. Cậu nên mang về nhà phần còn lại, dùng nó vào buổi sáng và buổi tối, và mọi thứ sẽ rất là tuyệt vời. Chà, cậu thế nào rồi cô cưng? Tuyệt. Cậu bé dũng cảm xứng đáng có một cái kẹo mút. Kẹo tớ thích đây. Y tá hảo ngọt kìa. Đây, của cậu nè. Và đừng bị bệnh nữa. Và xong, thật đáng kinh ngạc. Tuyệt vời, cảm ơn, cậu đúng là tài năng. Và tớ cũng siêu giỏi. Anh xin chào. Cảm ơn cậu, vâng, tớ đã hiểu. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Slanflix sẵn sàng mua phim của chúng ta. Nhưng chúng ta phải làm phần tiếp theo á, ngay lập tức. Trong trường hợp đó thì đừng đi đâu nhé các cậu. Để tiếp tục câu chuyện của chúng ta thì sẽ cần nhiều diễn viên hơn. Làm họ tươi sáng hơn nào. Tinh mẹ có màu son môi đáng yêu lắm. Tớ đã tìm kiếm màu như thế này từ lâu rồi. Và Tinh bố sẽ có một bộ ria mép rất xịn sò. Hình như kiểu này đang hot lắm á.
Và bây giờ tụi mình phải cắt nó hết ra. Cái gì? Ồ, các cô gái quyết định giúp chúng ta. Đợi tí, Init có thể tự mình xử lý và tớ sẽ nhờ cậu làm cái khác. Được rồi, chỉ một chút nữa. Ờ, hả? Tớ nghĩ cái này trông giống như cậu á. Bác sĩ Wendy, tớ chưa bao giờ nghe về cậu ấy. Tớ chỉ làm việc với bác sĩ Sam thôi. Ứng biến đi Sammy, cậu là một tài năng. Ủa, các diễn viên ở đâu? À, cảm ơn vì giúp tớ nhá Init. 1, 2 và 3. Chà, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy cho chúng tớ một like nhé các cậu. Chúng tớ đang bắt đầu nè. Một loại virus không xác định đã được tìm thấy ở thành phố Tinh. Những cái tay đang gặp nguy hiểm vì điều này. Ôi không, có gì đó không ổn. Đó là lý do tại sao tớ luôn rửa tay kỹ. Ôi, Tinh mẹ cũng vậy. Ngay cả em bé cũng bị bệnh. Đúng là một cơn ác mộng. Chúng ta cần đến bệnh viện ngay. Vâng, tụi tớ sẽ chờ đợi. Khử trùng là cần thiết ạ. Tớ sẽ không để lại một vi khuẩn hay virus nào. Trong khi đó gia đình Tinh đã vào phòng và sẵn sàng để điều trị. Hộp có chữ thập đỏ chứa mọi thứ cần thiết. Bác sĩ thứ tư đã sẵn sàng để chỉ ra tay. Chỉ cần rửa tay kỹ trước, tốt hơn là làm điều đó 2 lần. Đầu tiên thì chúng tớ sẽ điều trị viêm bằng chất khử trùng. Hãy lấy một ít bông và cẩn thận chấm... Chàng các cậu hiểu mà. Tiếp theo, đúng là tuyệt vời. Và để em bé không quá lo lắng, chúng ta cần phải đánh lạc hướng cậu ấy bằng một cái gì đó. Ôi, cũng cưng ơi. Mọi thứ tốt nhất đều dành cho trẻ em nhỉ. Kẹo này xinh quá. Rất tốt, một vài động tác nữa và xong rồi. Đây là một loại thuốc giảm đau. Em bé là người đầu tiên. Không, kẹo của cậu ở đâu? Đến lượt mẹ nhá. Tuyệt vời. Và cuối cùng chúng ta có ông bố. Ồ, cậu đi đâu vậy? Ở yên đó. Hấp, không đau lắm phải không nào? Đợi một chút thuốc sẽ có tác dụng và rồi vâng, cơ mà chúng ta sẽ ít hoành tráng hơn một chút. Xấu hổ quá. Ước gì nhân vật có thể bay ra một cách poof như vậy. Đến sao hỏa. Và rồi thì có một ý tưởng cho bộ phim mới rồi. Thôi nào, viết lại trước khi quên nào. Trông như thuốc đang biến mất. Đợi thêm một chút xíu nhanh nhóc. Điều tốt là slime không nổi mụn. Này cũng cưng, nhìn tớ đi. Các bạn ơi, hãy ủng hộ gia đình Tinh của chúng tớ với những nút like nhá. Và chuyển sang giai đoạn chữa bệnh cuối cùng nào. Để tớ thêm một ít kem trẻ em để giảm viêm. Cái gì, nhột lắm hả? Nhân tiện thì bà mẹ cũng có thể thoa nó lên khuôn mặt. Tớ kiểm tra rồi á. Và bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay nè. Ok, xong hết rồi. Mọi người đã được chữa khỏi. Yay, cảm ơn cậu bác sĩ Wednesday. Hy vọng bây giờ tất cả các cậu đều nhớ rửa tay thật kỹ. Thật là cảm động. Và thực tế thật quá trời đỉnh chót. Và giải thưởng chính trong hạng mục đạo diễn phim hay nhất thuộc về... Sam Lém Lĩnh, chuẩn bị vỗ tay nào! Cái gì? Tớ? Thật hả? Nghiêm túc không? Thật bất ngờ, tớ thậm chí còn chưa chuẩn bị phát biểu nữa! Tớ thực sự muốn gửi lời cảm ơn nhắc đến tất cả những người đã tin tưởng tớ! Xin lỗi, xin chào! Này, cậu đang ngủ hả? Tụi tớ phải chờ bao lâu để có đơn hàng vậy? 3 cây kem lớn nha! Tớ xin lỗi, mọi thứ sẽ sẵn sàng ngay! Hãy hy vọng là Sam sẽ trở thành một đạo diễn tuyệt vời! Vậy là... hôm nay đã xong rồi, hãy nhấn nút thích nếu mọi người thích tập này và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ nhé. Tạm biệt!